Thưa quý vị, còn tiếp sau đây là tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước ngày hôm nay 23 tháng 4 mà chúng tôi vừa cập nhật từ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sát Bộ Công an. Theo thống kê, đến 16 giờ 15 chiều nay, trên cả nước đã xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông làm chết 35 người, bị thương 56 người, trong đó đường bộ xảy ra 79 vụ, chiếm 97%, làm chết 34 người, bị thương 56 người, đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, những con số trên cho thấy số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày hôm nay là rất cao, cao hơn nhiều so với những ngày trước đó. Còn theo thống kê của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, số người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 4 đã tăng 12% so với tháng trước. Đây là con số đáng báo động, đòi hỏi sự chấn chỉnh nghiêm túc từ lực lượng chức năng của các địa phương, đặc biệt khi những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đang đến gần.